Hôm nay mình xuống ruộng phụ làm đất xả lúa vụ đông xuân các bạn ơi. Đi qua cầu khỉ. Chà, đi qua cái cầu khỉ rất là sợ luôn. Cầu khỉ nó mục hết rồi trời ơi. Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có xuống ruộng phụ làm đất chuẩn bị xả lúa với anh Son. Và mình sẽ quay cảnh chuẩn bị đất và xả vụ lúa mùa đông xuân nha các bạn. Đây là trời nhà anh Son nè các bạn. Xa xa thì máy bươi người ta đang xây đất. À, chuẩn bị xả lúa vụ đông xuân các bạn ơi. Nên tiếng máy sới nghe hơi ồn các bạn thông cảm nha. Mình mời các bạn xem video mình nha. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây anh Sơn dắt cái cuốc xuống sửa đất đây các bạn. Phía xa thì có giúp máy bươi chuẩn bị xới đất để chuẩn bị xả vụ lúa đông xuân. Anh bữa nào mình mới xả luôn anh ơi. Thì mình dứt giống ngâm giống hết 2 đêm rồi. Rồi mình dứt lên á 2 đêm. 2 đêm mình cảm thấy đất mình chọn chưa xong á thì mình để tới 3 đêm. Thì cái của giống thì nó dài chút thì mình nó ngon hơn. Tốt bởi vì đất thì nó lầy rồi máy thì nó đang cục vậy đó, rồi nếu mà mình giúp cái đó là tốt quá thì còn để đi hết để tới 2 ngày nữa mới xả được. Rồi nếu đúng là mình xả ngày mai rồi mình thấy là đất đang chọn thì nếu mà mình xuống giống cho nó kịp thời gian mình làm thì cái nước nó còn được vậy là không được. Cái này là do nước còn nhiều quá các bạn ơi, nên anh ta sửa đất khoảng 2 ngày sau mới chuẩn bị xả. Cái này mình pha thuốc gì anh? Này,
ta gọi là ru xe. Ru xe là nó có tác dụng được hai bộ phận. Một thì nó giúp cho mầm lúa nó mạnh. Hai thì nó đề kháng, được kháng sinh những cái rầy khoảng 15 đến 20 ngày. Là sau khi mình xả giống xuống đất thì nó được tác dụng những cái loại sâu. Trước khi xả thì anh Son có phun thuốc xử lý hạt giống để kích thích cho lúa giống mình nảy mầm tốt. Lúa giống mình ngâm ba một đêm thì nó đã nảy mầm một mớ rồi mà. Đây. Sau đó mình đổ ra và mình phun thuốc Cruce. Sau đó mình đổ ra và mình thuốc phun xúc xử lý hạt giống rồi mà. Sau khi lúa mình ngâm qua một đêm thì mình đổ ra với tấm bạc, sau đó mình phun thuốc xử lý hạt giống rồi, Ruse các bạn ơi. Phun thuốc xử lý hạt giống mình ủ qua một đêm, qua ngày hôm sau thì mình bắt đầu xả xuống đất ruộng mình. Cái này mình phun thuốc xử lý hạt giống, mình ủ qua một đêm. Nếu sáng hôm sau lúa nảy mầm tốt thì mình đem xả.
đây các bạn. Sau khi mình phun thuốc xử lý hạt giống xong thì mình đẩy lấy miếng bạc đẩy lại và ủ qua một đêm nha. Sau đó sáng mai nếu thấy hạt giống nảy mầm tốt thì mình đem đi xả. Đây là cái toàn cảnh các anh nông dân, các bác nông dân làm đất, làm đường mương, chuẩn bị xả lúa. Lưa giống sau khi mình phun thuốc xử lý ủ qua một đêm thì nó đã nảy mầm rất là tốt luôn. Và anh nông dân đang xới hạt lúa để chuẩn bị xả. Sau khi sửa đất mình làm đường mương xong thì anh San đã xả lúa. Đây là cách anh San xả lúa này các bạn. Đây, hạt lúa trải đều luôn. Nếu mà đất sình á, đi. Còn nếu mà đất khô quá thì để đất 2 đêm. Là mình xả. Mình phải theo số số lượng đất. Ví dụ như là đất tôi đây á, nếu mà mình xả hôm qua thì không được đâu. Dục xuống là hột lúa nó chui vô sình hết à. Để nó lên chậm lắm. Bởi vì mình phải ngưng lại. Thêm nữa. Mình là
chứ anh vậy thì nó an toàn hơn. Thì mặc dù nếu mà có mưa thì lúa bọn nó lên dài vậy nè, cũng sợ đó. Đó, bọn nó lên dài nè. Nếu mà mình xả gặp mưa thì nó cũng không nó hư đâu. Còn nếu mà mình xả thì cũng là khó, tại vì thời tiết giờ mình không có canh được. Đây, những hạt lúa giống đã được trải xuống đất rất là đều luôn. Anh nông nhân này rất là khéo tay luôn các bạn ơi, xả lúa rất là đẹp luôn. Thì mình xả một con khoảng 15 kg à. Một con mình xả 15 kg lúa giống hả? 15 kg trở lại, chứ không phải dày. Ở dày thì lúa hình như là rầy hoặc là nó không có bị thăng gì được á. Dày quá. Okay. Đấy, anh nông dân đang tiến hành xả lúa được một phần nè. Từ đây tới chiều anh ta xả hết mấy công đất luôn, một mình ổng. Thôi video mình cũng khá dài rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye. Thôi mình cũng xuống phụ xã lúa danh đây, chứ đứng quay phim xã bị la. Bye bye cả nhà nha.